Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Video phụ tùng phụ kiện của điện máy Bình Sơn. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm, đó là dao cắt cỏ lắp cho máy cắt cỏ mang thương hiệu Phạm Quang, một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng với những sản phẩm gia công cơ khí ở trong nước, như là dao cắt cỏ này hoặc là sên bơm. Như mọi người đã biết thì lưỡi dao cắt cỏ là một phụ kiện hao mòn, chắc chắn sẽ hao mòn theo thời gian mà chúng ta sử dụng máy cắt cỏ. Khi mà chúng ta sử dụng mà lưỡi đã mòn hoặc là bị mẻ, vênh thì tốt hơn hết là nên thay lưỡi mới để đảm bảo độ an toàn cũng như là hiệu quả, năng suất nhất cho trong quá trình mọi người sử dụng. Dao Phạm Quang thì nó cũng có khá là nhiều size. Tuy nhiên hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với mọi người những size cơ bản và phổ thông nhất và được sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Đầu tiên thì đó là cỡ 2.4 nhân 80 nhân với lại 300, tức là sao ạ? Tức là độ dày là 2.4 này, còn chiều rộng của lưỡi là 80 ly và chiều dài là 300 mm, tức là 30 cm đấy ạ. Và một cỡ thứ hai đó là 2 ly nhân 80 nhân 350, tức là dày 2 ly và rộng 80 ly và dài 350 ly. Và cỡ cuối cùng là 1 ly rưỡi nhân với lại 80 nhân với lại 400. Có một điểm chung là các lưỡi dao này đều có chiều rộng là 80 và đều chung đường kính trục và rất là phổ thông. Đường kính trục rất là phổ thông nên là lắp máy nào cũng lắp được thôi. Và tại sao nhà sản xuất lại thiết kế rất nhiều những cỡ dao khác nhau? Vâng, cái gì nó cũng có lý do của nó cả. Mình xin giải thích là như cái lưỡi dao 2.4 nhân với lại 80 nhân với lại 300 đây, mọi người có thể thấy nó khá là dày và ngắn. Những cái lưỡi dày và ngắn như thế này ấy, thì nó sẽ phù hợp cắt cho những cái loại cây, loại cỏ thân to một chút thì nó sẽ an toàn và nó không bị vênh. Khi mọi người cắt nó sẽ không bị vênh. Với việc là nó thiết kế lưỡi dày như thế này thì nó khá là khỏe. Mọi người hoàn toàn có thể đốn những cái cây gỗ, đốn những cái cây gỗ to như ngón tay hoặc là ngón chân út gì đấy. Còn cỡ thứ hai thì nó phổ thông hơn, dày 2 ly và dài 350. Với những cái loại lưỡi như thế này thì mọi người có thể cắt bụi, phát bụi rậm. Như loại này thì mình thấy khá là đa năng và khá là được nhiều bác dùng. Vì độ dày cũng vừa phải mà độ dài cũng tương đối, vừa mang lại hiệu quả, năng suất và cũng đủ độ an toàn. Còn loại cuối cùng đó là loại dài 400 và dày ly rưỡi. Với những cái loại dao mỏng như thế này thì nó khá là sắc và chiều dài tương đối dài như thế này thì sẽ phù hợp với những cái bác cắt ở những cái địa hình như cỏ mềm và địa hình thoáng. Các bác cắt địa hình cỏ mềm ấy, dùng lưỡi này thì cắt nó sẽ khá là nhanh. Vì tiết diện của cái lưỡi là rất là rộng, dài đến 40 cm. Chất thép của Phạm Quang làm thì khá là chắc chắn nên là cũng hạn chế tối đa những cái việc như là trong quá trình sử dụng như là mẻ hoặc là cong vênh. Nhưng mà để đảm bảo an toàn nhất thì mọi người nên khi mà sử dụng những cái máy cắt cỏ thì mọi người nên đầu tư những cái bộ bảo hộ như là mũ hoặc là ốp chân và kính. Và tất cả những sản phẩm bảo hộ thì bên Bình Sơn hiện nay đã đáp ứng tất cả đầy đủ cho mọi người, nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Rồi để mà so sánh những cái loại dao này với những cái dao nhập khẩu của hãng như là dao Husqvarna ấy thì cũng khá là khó để so sánh. Nhưng mà tuy nhiên trên thị trường ấy, để mà nói về hiệu năng và về giá cả ấy, thì rất là khó có loại lưỡi nào có thể vượt qua được cái độ phủ của cái loại dao Phạm Quang này. Vì hiệu suất, hiệu năng của nó mang lại so với giá thành thì là vượt trội và rất là vừa với túi tiền của bà con nông dân ở Việt Nam.
Và sau đây mình sẽ quay chi tiết để mọi người có thể cùng nhìn thấy rõ hơn và đánh giá được chất lượng sản phẩm. Và cũng cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hy vọng là xem xong video này thì mọi người có thể lựa chọn cho mình những chiếc dao phù hợp nhất để phù hợp với lại nhu cầu cũng như là loại cỏ tại địa hình của mình. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh phụ tùng phụ kiện của điện máy Minh Sơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Go, go.